chiều cùng ngày đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng tiếp tục có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng. Tại buổi làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã có báo cáo chi tiết về tình hình thực hiện việc tham mưu cấp thẩm quyền ban hành chính sách pháp luật và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư, đấu thầu mua sắm, việc lập thẩm định, giao kế hoạch đầu tư công hàng năm, việc lập thẩm định tổng hợp, giao thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm 2016-2020, giai đoạn 2021-2025 theo dõi, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, việc lập thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, triển khai thực hiện dự án quan trọng quốc gia. Việc theo dõi giám sát tình hình thực hiện, làm rõ tình hình thực hiện từng dự án trong giai đoạn 2016-2021, việc thẩm định báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo dõi giám sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, các dự án đầu tư theo hình thức PPP, các dự án sử dụng vốn ODA và kết quả giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định của pháp luật.